Các bạn và các em thân mến, buổi hôm trước chúng ta đã học cái cách mà chúng ta đăng loại sản phẩm lên trên trang web, thì cái đấy là chúng ta ok rồi. Vậy thì buổi hôm nay chúng ta sẽ làm sao để cho mà tạo ra một cái loại sản phẩm, và trong sản phẩm đó thì có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Đấy, thì chúng ta phải sử dụng những cái chức năng như thế nào? Thì đây là một cái phần cực kỳ là khó để các bạn có thể làm, vì phần tôi dạy ở đây thì bao gồm là freshing, tức là làm tất. Đấy, đã làm tất, làm từ front end đến back end, rồi làm từ theme, rồi làm từ CSS, rồi tất cả các thứ template chúng ta đều làm tất, chúng ta đều làm. Vậy thì cái việc công việc của nó, các bạn cứ thắc mắc tại sao nó dài dài là do chúng ta đảm nhiệm toàn bộ. Nếu như các bạn đi làm công ty thì các bạn chỉ làm một hai phần thôi, các bạn có thể chuyên back end, hoặc có thể có bạn thì chuyên làm front end. Thì làm được front end thì giải quyết vấn đề cho các bạn, back end bạn ấy dễ đưa vào sử dụng hơn. Đấy, thì ở đây thì hôm nay tôi dạy các bạn là cách mà chúng ta làm được template thật nhanh gọn, template để ra ta đưa ra sản phẩm. Vậy thì như các bạn đã biết là cái bootstrap này ở trên mạng rất nhiều cái bản người ta đã cho rồi đấy, trong cái trang các bạn vào các bạn download xuống nhá, để ta lấy copy ra. Thì tôi đã hướng dẫn các bạn đặt bootstrap ở đâu rồi, đặt ở đâu trong framework, bởi vì chúng ta làm là làm framework cho nên là chúng ta lập trình dựa trên framework chứ không phải là PHP thuần thuần thì các bạn không làm được đâu, mà ta có làm thì nó bị vỡ đấy. Cùng lắm là làm được những cái rất là đơn giản thôi, nhưng mà nói chung là cũng bị vỡ, các bạn phải chú ý vấn đề như vậy. Thế thì ở đây tôi hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta có thể lấy được ra cái một cái mẫu mẫu về một cái bảng bên trong. Các bạn khởi động Bootstrap Studio lên. Đấy, các bạn vào một cái Hear me ở đây. Rồi tôi cái container này ta xóa đi. Đấy, các bạn xóa đi nhé. Rồi các bạn cho một cái tên của sản phẩm vào, vì phần này là phần khán giả audience có thể nhìn thấy được. Đấy, thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn cho tôi là đây. Các bạn thấy đây, chúng ta có thể sử dụng cái mà chia 4 nhé, chia 4 hoặc là cái chia chia 3, thì chúng ta làm cái chia 3 đi, vì chia 4 của nó là nó nhỏ, đâm ra khách hàng cũng không thích lắm, các bạn hiểu ý thôi không? Đấy, ở đây ta chọn cái, ta vào cái chức năng to nhất, ta chọn, ta có thể xóa cái này đi. Đây các bạn vào chi tiết add này, more detail này, ngon lành cành đào đúng không? Đấy, chúng ta chọn cái này, chọn cái to nhé. Rồi bây giờ ta sẽ xóa cái nhỏ này, chết. Rồi ta cứ lấy cả hai đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ vào preview, bạn xem. Đây, chúng ta được cái template, đây là template ngon. Các bạn có thể thu nhờ, các bạn nhìn thấy là template của chúng ta chạy như này, một cái ảnh bố trí như này. Ok, xong rồi, bạn có thể xem nguồn trang. Đấy, xem nguồn trang thì các bạn từ cái chỗ mà Deep Brow Selection Main.
xong rồi xong cuối đúng không? Rồi, ok, bây giờ ta xuất trang nhé. Bây giờ ta mới vào đây. Các bạn chọn export option. Các bạn chọn cho tôi là như đợt trước thôi. Đấy, chúng ta chọn là shopping. Rồi chúng ta chọn là lô đặt. Đây, chúng ta cho đây. Bạn cho đây cho nhanh nhé. Đấy. Export. Ok. Rồi ta đóng cái này là. Rồi bây giờ các bạn vào bên shopping. Rồi các bạn chọn đây. Các bạn thì chúng bật cái này lên xem. Ok đúng không? Đấy. Đây là cái gọi là packing để chúng ta chuyển đi chuyển lại. Rồi chúng ta lấy cái dưới. Chúng ta lấy cái dưới cho đẹp nhé. Đây thì chúng ta có thể chọn cái dưới, các bạn có thể chọn cái dưới được. Ok. Rồi đúng không? Xóa hết cái này đi. Ok, chúng ta chỉ dùng cái product này thôi. Chọn OC. Chúng ta chọn gem. Đấy, các bạn nhét nó vào. Nhét vào vô tư. Nhét vào giống như cái bài trước tôi nói ấy. Đấy. Không khó thế nào. Rồi các bạn cho vào shopping. Shopping để ở public nhé, public. Rồi các bạn paste nó vào đây. Đó. Ok. Ở xong các bạn xuống public. Chúng ta chọn bây giờ chúng ta sẽ đưa lên cái phần phần login customer rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào trong một cái view shopping. Mà lúc nãy chúng ta phần có phần là sản phẩm đây này. Đó, chúng ta sẽ đưa phần này chúng ta đưa này lên. Đấy nhá. Rồi chúng ta chọn search for reference. Open move file in editor, chúng ta chọn cho vào đây. À. Rồi. Bây giờ các bạn nhìn thấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mấy cái này vào trong kia. Chúng ta sẽ cho vào trong header nhá. Rồi bây giờ chúng ta làm cái này trước đã. Chúng ta bỏ cái phần này đi. Ta bỏ rau này à, xa nó đi. Chúng ta chỉ còn một thôi. Rồi ok. Nếu các bạn bỏ đi các bạn chỉ còn một. Bây giờ chúng ta sẽ
ghi vào save as, chúng ta ghi là product.php.php. Đấy, các bạn cho vào đây nha, các bạn chú ý. Ok, xong. Bây giờ chúng ta bắt đầu mới thay. Chúng ta thay vào đây nhé. Nó hơi chậm các bạn ạ, máy của tôi chậm quá. Chúng ta tiếp tục thay hết. Zip là cái đường dẫn nó đi. Chúng ta thay nó vào này. Đấy, ngoặc tôi cho vào chỗ nào thì các bạn phải chú ý chỗ đấy nhá. Các bạn làm như vậy chúng ta sẽ được một cái khuôn cực kỳ ngon. Rồi chúng ta làm nốt xuống dưới. Dưới chỗ này các bạn cũng cho một cái nhá. Đây vào đây. Cho nó vào, chúng ta thay thế cho đến hết. Đấy, bạn thay vào đấy nhé, được kiểm tra một lần nữa. Ok. Copy chỗ này sang phần footer. Ok,
Hai cái này chúng ta chỉ cần xóa đi một cái. Đấy. Rồi. Cái phần mà xóa bớt một cái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy lên, chúng ta chạy lên nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào từng cái một như này thì nó sang bên kia. Đấy, nhấp vào từng cái một sang bên kia. Thế thì khi nhấp vào sang thì nó phải mở ra được cái đó, đúng các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nhé. À, chúng ta sẽ quay về cái sản phẩm. Đấy, chúng ta sẽ sang một cái chỗ này là sản phẩm chi tiết ở đây, bạn chú ý nha, chỗ này đấy, vòng pho chỗ này là sản phẩm chi tiết thì nó có thể sang được, các bạn hiểu chưa? À, nó phải có sản phẩm chi tiết thì ở đây chúng ta phải làm một cái new lớp. Đấy, các bạn đặt tên cho tôi là đăng sản phẩm điều khiển rồi home này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái home này thì chúng ta sẽ vào đây một cái hàm nữa. Public function. Sau ô ok, chúng ta cho đây là đây. Đó, chúng ta ra đây thử nhé. Rồi ở đây là product. Ta đưa vào đây để nó sale cấp 1, nó sale nhanh hơn. Nếu mà ta đưa vào chi tiết ở làm một thư mục nữa thì nó rất là lâu và khi nó sale nó sẽ chậm hơn. Chúng ta ghi là sâu đây, cô đắc ở đây. Đó. Rồi ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ phải vào trong trong đây để chúng ta tạo tạo nhé. Chúng ta vào đây chúng ta tạo cô đó. Sau cô đó.
có thể copy chính xác. Các bạn có thể copy để exactly cái tên. Đấy các bạn cho nó làm cẩn thận vì cái này ta làm nó dùng thật. Đó, chỗ này các bạn đi cho tôi là ok chưa? Rồi chúng ta ghi là sell product. Vậy thì chúng ta thử lên như này. Finish perfect đúng không? Very perfect. Đấy. Các bạn thấy không? Ngon. Đấy, vào đây. Thế thì khi mà cái này chúng ta kích vào sẽ ra từng loại một. Việc bây giờ chúng ta là làm đi model đúng không? Ta phải làm model cho cái phần sản phẩm. Đây, có nghĩa là chúng ta sẽ phải đi làm cái việc là bạn nhìn ngon chưa? Đấy, thì ta sẽ điền sau nhá. Những cái hình ảnh này nó sẽ nằm trong đây. Các bạn sẽ nhìn đó, chúng ta chọn cái phần này. Đây chúng ta phải làm cái phần này. Đấy, đây. Thế vì là cái bài nó dài nên là cái bài đầu tiên này của cái phần này thì tôi đã cắt ra phần đến đây. Các bạn hiểu làm template. À, chúng ta làm được cái template đây. Đấy, estimate star này chúng ta có thể làm được. Ta nhét các sản phẩm vào đây. Sản phẩm của một loại nhé. Đây là sản phẩm của một loại. Thì bài này chúng ta cũng sẽ làm model. Xong chúng ta cho cái kia vào. Đấy. Add to cat more detail. More detail. À, chúng ta làm như thế để nó vào được. Đúng không các bạn? À, và hiện ra cái này. More detail. À, more detail là đây. Product feature. Product feature table. Product table. Chúng ta chọn vào đây. You can select vậy. One table. Ok. Now bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây là router. Đó, router vào đây. Chúng ta adjust router trong này, điều chỉnh nó, đúng không? Rồi ok, bây giờ các bạn chỉ là phải làm một cái model bên trong. Các bạn phải tạo một cái model ở chỗ này. Chúng ta phải tạo một cái model là trong thư mục product. Trong product thì chúng ta sẽ tạo một cái product nó giống như ở đây. Đó. Đó. Các bạn có thể tạo ra một cái model nha. Chúng ta ghi là product. Lớp thì chúng ta cho app model, chúng ta ghi là product. Đó. Ok, cũng trùng với tên này, cả tên đây trùng với đây, chúng ta nhấp ok. Đó. Copy cái này sang. Cho vào đây. À, chỗ này chúng ta extend mô đồ, đúng không? Rồi cái phần dưới này chúng ta sẽ làm cái bảng như thế. Chúng ta cho vào đây. Đấy, các bạn. Bảng này
tên là Vô Đó. Lần này nha các bạn nhé. Rồi. Rồi chúng ta chỉ cần thay chỗ này vào thôi. Đấy. Thay vào làm. Có bao nhiêu trường thì chúng ta chọn chọn nó để chúng ta đưa vào. Đó, có những cái này thì các bạn thay ra vào. Đó, cái này là khóa nha. Cho cái copy cái này vào. Máy tôi nó chậm quá các bạn thông cảm. Cho ai tầm nên vân vân thì chúng ta để vì cái máy nó nặng đến lúc mà chúng tôi ghi nó nặng rồi thì bài này đến phần sau chúng ta tiếp tục nhé. The next part we continue. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Vậy thì bây giờ tôi đã